Đêm nay là đêm diễn cuối cùng trong chuỗi The Eras Tour tại Singapore của Taylor Swift. Tour lưu diễn của nữ ca sĩ đình đám không chỉ làm nức lòng người hâm mộ khắp thế giới, mà còn được là cho là mang đến tác động tích cực cho nền kinh tế của quốc gia mà tour diễn dừng chân. Đây sẽ là chủ đề của chuyên mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị, The Eras Tour tại Singapore là lần trở lại đảo quốc sư tử đầu tiên của Taylor Swift hơn 9 năm kể từ chuyến lưu diễn The 1989 World Tour của cô. Singapore cũng là điểm dừng chân duy nhất trong tour diễn tại Đông Nam Á. Fan hâm mộ từ khắp thế giới, đặc biệt là trong khu vực, đã cùng đổ về quốc đảo trong không khí rộn ràng háo hức. Charlin Suizo, 30 tuổi, người Philippines, cùng 17 người bạn của mình đã có mặt tại Singapore chỉ vì một lý do duy nhất, Taylor Swift. Một mình cô đã chi ít nhất 6.000 đô la Mỹ cho vé máy bay, vé xem ca nhạc và chỗ lưu trú tại đảo quốc sư tử. Đây là một con số đáng kể, biết rằng thu nhập trung bình hàng năm của cả một hộ gia đình Philippines rơi vào khoảng hơn 5.480 đô la Mỹ. Thực tiếc khi Philippines cũng nằm trong số điểm dừng chân của Taylor, dù chị ấy có rất nhiều fan tại Philippines. Tôi đang cực kỳ hạnh phúc và phấn khích được xem Taylor biểu diễn, choáng ngợp với tất cả các địa điểm tuyệt vời cùng với những Swiftie khác đang ở đây với chúng tôi. Đây là số tiền lớn nhất mà tôi từng chi cho một buổi biểu diễn. Hàng triệu người đã phải tham gia vào một cuộc tranh giành để có được vé đi xem buổi diễn khi bắt đầu mở bán vào năm ngoái. Hệ quả, các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào những fan tuyệt vọng không mua được vé đã gia tăng. Cảnh sát Singapore thậm chí còn phải đăng tải một video cảnh báo lên mạng xã hội, yêu cầu người dân cảnh giác khi trao đổi vé xem show Taylor Swift trên mạng. Con số thống kê sơ bộ đã cho thấy có hơn 300 người trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo. Số tiền thiệt hại lên đến con số tương đương hơn 5 tỷ đồng. Trước đó, để đảm bảo rằng Singapore là nơi duy nhất diễn ra The Eras Tour trong khu vực Đông Nam Á, các quan chức Singapore đã đích thân đến Mỹ để thương lượng và đưa ra mức tài trợ cho 6 đêm diễn của Taylor Swift. Đi kèm với đó là việc hỗ trợ về địa điểm, nhân lực tổ chức show để đổi lấy việc Taylor độc quyền tổ chức ở Singapore thay vì Thái Lan hay Philippines. Tuy nhiên, những động thái dàn xếp lại gây tranh cãi với các nước láng giềng. Thủ tướng Singapore đã phải lên tiếng xoa dịu. Trước đó, thông tin về việc Taylor Swift đến Singapore biểu diễn đã làm phiền lòng cả người hâm mộ lẫn chính phủ một số nước láng giềng. Du lịch đến Singapore rất tốn kém đối với nhiều người trong khu vực do tỷ giá hối đoái cao, chưa kể đến các gói khách sạn sang trọng. Tại một diễn đàn kinh doanh vào tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Singapore đã chi gần 3 triệu đô la Mỹ cho mỗi buổi diễn để ký thỏa thuận độc quyền với Taylor. Còn Bộ trưởng Du lịch Indonesia nói với Bloomberg rằng nước này cũng cần Taylor Swift cho du lịch và đang xem xét nhiều ưu đãi hơn cho các sự kiện lớn. Một nghị sĩ Philippines thậm chí cho rằng việc tài trợ cho sự xuất hiện của Swift tại Singapore gây bất lợi cho các quốc gia láng giềng, vốn không thể thu hút khán giả nước ngoài đến xem buổi hòa nhạc. Chính quyền Singapore cho biết cơ quan du lịch của họ đã giải ngân một khoản tài trợ để hỗ trợ sự kiện, nhưng từ chối bình luận về chi tiết cụ thể của thỏa thuận với lý do bí mật kinh doanh. Họ cũng tuyên bố số tiền tài trợ không như những gì được suy đoán trên mạng. Hôm 5 tháng 3 phát biểu tại Melbourne, trước thềm hội nghị ASEAN-Australia, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long lên tiếng xoa dịu về những động thái dàn xếp của nước này cho show diễn Taylor Swift. Chúng tôi đã đàm phán với cô ấy để cô ấy đến biểu diễn tại Singapore và để cho Singapore trở thành nơi duy nhất mà cô ấy đến biểu diễn tại Đông Nam Á. Có một số biện pháp ưu đãi mà chúng tôi cung cấp cho cô ấy lấy từ Quỹ Phát triển Du lịch. Đó là ngân quỹ để vực dậy du lịch sau COVID. Chúng tôi đã đạt một thỏa thuận và dàn xếp rất thành công. Ông Lý còn cho rằng động thái của Singapore có lợi cho Đông Nam Á. Tôi không xem đó là động thái không thân thiện. Đôi khi nước này đạt một thỏa thuận, đôi khi nước khác đạt thỏa thuận. Nếu chúng tôi không làm những động thái dàn xếp đó, thì liệu cô ấy có đến biểu diễn ở Đông Nam Á không? Có thể có mà cũng có thể không. Ý tôi là đó là những điều mà cô ấy quyết định. The Eras Tour diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3 và từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 tại Sân vận động quốc gia Singapore. Các đêm diễn thu hút hơn 300.000 fan hâm mộ từ toàn Đông Nam Á, trong đó có rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam. Chuyến lưu diễn được dự báo mang lại nguồn lợi lớn cho đảo quốc. Bất cứ nơi nào chuyến lưu diễn của Taylor Swift được tổ chức, các chi tiêu liên quan đều tăng theo, bao gồm từ vé máy bay và chỗ ở đến ăn uống cũng như các lĩnh vực bán lẻ khác.
hiệu ứng lên nền kinh tế tích cực đến mức được gọi là Swiftonomics hay nền kinh tế Taylor Swift. Tại Singapore, nhu cầu lưu trú trong thời gian diễn ra hòa nhạc đã tăng lên. Nhiều khách sạn hết phòng khiến nhiều fan gặp khó khăn trong việc tìm một khách sạn giá cả phải chăng. Họ phải chi ra nhiều hơn để có chỗ ở so với thông thường. Các hãng hàng không Singapore Airlines và Malaysia Airlines cho biết nhu cầu đối với các chuyến bay đến Singapore đã tăng lên, nhưng không thể nói liệu có phải chỉ thuần túy do hiệu ứng Swift hay không. Theo hãng tin CNA, nhu cầu về lưu trú và di chuyển đường hàng không đã tăng đến 30% vào những ngày cận kề buổi diễn. Ngoài vé xem show dao động từ hàng triệu đến hàng chục triệu đồng, nhiều Swiftie còn mong muốn có được những món hàng lưu niệm độc quyền trong chuyến lưu diễn. Không chỉ xem show rồi về, nhiều người trong cộng đồng fan còn dành thêm thời gian du lịch. Tất cả đều mang lại nguồn thu lớn cho Singapore. Nhà kinh tế Chua Hak Bin của Maybank ước tính rằng 70% trong số 300.000 khán giả đến xem hòa nhạc sẽ đến từ nước ngoài, chi tiêu từ 350 đến 500 triệu đô la Singapore cho khách sạn, ẩm thực và giải trí. Những lợi ích kinh tế dự kiến vượt xa quy mô khoản tài trợ của Singapore cho show diễn. Eras Tour không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn trở thành một hiện tượng văn hóa. Trên trang tin Business Insider, Bộ trưởng Văn hóa Singapore Edwin Tong nói rằng thành phố đang xem xét từ góc độ xây dựng Singapore thành một trung tâm văn hóa có giá trị chiến lược mạnh mẽ. Ông Tong cũng lưu ý rằng ngoài lợi ích kinh tế và du lịch, việc có thể đón tiếp các nghệ sĩ hạng A như Taylor Swift sẽ giúp định vị Singapore là một trung tâm văn hóa ở Đông Nam Á, nơi có khả năng tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, thay vì chỉ là nơi để kinh doanh và tổ chức các sự kiện thương mại. Không chỉ khán giả được thỏa niềm mong ước cháy cùng thần tượng, The Eras Tour cũng tác động không nhỏ đến nhiều mặt đời sống và nhất là về mặt doanh thu, đạt kỷ lục hơn 1 tỷ đô la và được ước tính có thể vượt 2 tỷ khi kết thúc vào cuối năm nay. Kinh nghiệm từ show diễn này tại Singapore đã mở ra nhiều góc nhìn mới về phát triển kinh tế, văn hóa và cạnh tranh toàn cầu trong thời đại mới. Nhìn ra thế giới kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.